Ông bố ra đường giữa đêm mua bình oxy cứu con, còn 1% hy vọng tôi vẫn cố. Lo lắng con trai không qua khỏi vì căn bệnh ung thư, ông bố ra đường giữa đêm tìm mua bình oxy, xúc động trước tình cha con. Tổ công tác đã gấp lại biên bản, động viên ông bố khẩn trương về với con. Để con thở hết oxy này. Sau một đêm thức trắng bên giường, bệnh của con trai mắc ung thư gan nguyên bào, anh Lê Đình Vân, 40 tuổi, thêm tiểu tụy, mệt mỏi. Anh nói, cháu bệnh nặng, phải thở oxy liên tục. Nhờ sự linh động của tổ tuần tra lưu động, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, anh mới cung cấp kịp thở oxy cho con. Anh kể, đêm đó cháu sắp cạn oxy để thở, tôi gọi cho người cung cấp bình oxy, thông thường thì anh ta vẫn giao bình oxy đến tận nhà cho tôi, thế nhưng sau khi có quy định hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ để tuân thủ việc phòng chống dịch, họ không giao nữa. Dù biết nếu ra đường vào giờ này có thể bị phạt, nhưng tôi quyết đi vì sợ con tôi không qua khỏi nếu thiếu oxy. Cháu biết tôi đi mua oxy đã khuyên, ba đi nhỡ bị phạt thì sao? Thôi nếu khó quá, con thở hết oxy này rồi chết cũng được. Anh kể thêm. Nghe con nói, anh Vân xót xa vô cùng rồi quyết định vượt một quãng đường xa để đi mua oxy cho con. Tôi quyết đi vì biết các cán bộ, lực lượng phòng chống dịch sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh án của cháu, chụp lại hình ảnh tình trạng của cháu và tin rằng các lực lượng tại các chốt sẽ thông cảm, hỗ trợ cho tôi. Anh nói, trước khi lao xe ra đường, anh không quên trấn an con. Ba đi mua oxy, các chú, các ông công an sẽ thông cảm cho ba đi thôi, con đừng lo. Suốt quãng đường đến điểm mua bình oxy, anh đều được lực lượng chức năng tại các chốt tạo điều kiện cho qua. Anh kể, qua các trạm, tôi xin đều được hỗ trợ cho qua, không ai làm khó tôi cả. Đến trạm ở quận Tân Bình, tôi gặp đoàn công tác. Họ hỏi vì sao giờ này còn chở bình gì đi ngoài đường. Tôi đưa hồ sơ bệnh của bé ra cho họ xem, trình bày hoàn cảnh. Thế rồi tổ công tác cho tôi đi, họ còn tặng quà cho tôi. Anh Vân kể, con trai anh tên là Lê Gia Huy. Đến nay, Gia Huy đã chuẩn bị vào lớp 9 và có học lực giỏi. Tuy nhiên những ngày qua, cháu tái phát phải thở máy oxy liên tục hàng ngày. Trước đó, vợ chồng anh không hề biết con bị mắc bạo bệnh. Trong một lần cạo gió cho con, vợ anh phát hiện ở phần bụng của cháu bé có biểu hiện lạ. Dù còn 1% hy vọng, cũng nhất định cứu con. Anh Vân nói, trước đó, bé cứ ngủ dậy là chóng mặt, nôn ói. Chúng tôi cũng tưởng cháu trúng gió, nên mẹ bé cạo gió, xoa đầu cho cháu. Lần thứ hai, cháu đang chơi đùa với em ngoài sân, chạy vào nhà thở dốc, mặt mày tái xanh, ói mửa. Mẹ cháu cạo gió, phát hiện phần bụng bên phải của cháu có khối thịt nổi lên cao hơn bên trái và sờ vào thấy cứng, không mềm mại như những vị trí khác. Chúng tôi đưa cháu đi khám, phát hiện cháu có bướu ác tính, anh kể thêm. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, cháu bé được nhập viện. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, bé được mổ và tiếp tục hóa trị 10 toa. Cuối tháng 12 năm 2020, bé xuất viện, tuy nhiên vẫn phải tái khám mỗi tháng một lần. Sau đó chúng tôi phát hiện khối u di căn. Bệnh viện nói tình trạng của cháu rất xấu và trả về nhà 3 tháng nay. Cũng như lần phát hiện cháu mắc bệnh, chúng tôi sụp đổ, đau đớn tột cùng. Tôi tưởng điều trị xong, được về nhà, cháu sẽ khỏe. Nào ngờ bây giờ lại phát hiện di căn và bệnh viện trả về. Anh kể nỗi xót xa. Cho con về nhà, anh cố gắng bình tĩnh và lục tìm mọi mối quan hệ, thông tin với tâm niệm, dù còn 1% hy vọng cũng cứu con. Cuối cùng, anh tìm được số của một thầy thuốc đang định cư ở nước ngoài. Liên hệ, anh được người này cho toa thuốc với giá 50 triệu đồng một tháng. Anh chấp nhận và cho con sử dụng liệu trình 14 ngày thuốc với giá 25 triệu đồng. Anh nói, sau khi dùng thuốc, con anh không còn đau đớn. Vị trí có khối bướu cũng xẹp xuống. Tuy vậy, suốt thời gian điều trị bằng loại thuốc này, cháu bé chỉ có thể ăn cháo trắng liên tục. Lo sợ con không đủ dinh dưỡng để chống chọi với bệnh tật, anh đành ngưng cho con dùng thuốc và tìm thấy khác. Anh nói, hiện gia đình đang cho cháu uống thuốc nam với hy vọng có thể cải thiện tình hình bệnh tật ngặt nghèo của cháu. Hiện nay, dù con trai vẫn phải thở oxy liên tục, nhưng anh Vân cho biết anh sẽ không nhận nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Anh nói, gia đình được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ, ủng hộ bình oxy. Hiện đã có một đơn vị hỗ trợ bình oxy cho cháu. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi còn có thể lo được cho cháu. Chúng tôi rất cảm ơn những tấm lòng đã nghĩ đến gia đình và hỗ trợ cháu. Bây giờ còn nhiều người khó khăn hơn chúng tôi, rất mong họ cũng sẽ nhận được những sự hỗ trợ như vậy. Anh Vân nói.